Chẳng có ai trên đường ngày con được bé, xiết đôi tay ba thầm cầu mong có xe. Trái tim ba thắt lên nhưng miệng nói thầm, mình hồn có sợ con nghe. So what's the trouble? What's the trouble? Huh? Yo, no more trouble. Đường phố trong vắng quá xa, vì thành phố chỉ thị 16 mà. Ngồi từ sáng chưa tới tối hù, dù có chán cũng luôn phải ở nhà. Giờ xem lại ghê chưa, ngày ngày ngồi nhìn trời nắng tới trời mưa. Trên ban công nhìn xuống xe máy còn không được lưa thưa. Được ra chưa, chưa, đi chợ nhiều lần cũng không được. Con trai ba chỉ được đi qua đi lại trong nhà tới khi cần ngày nó chui đầu ra. Từ nhà mà đi tới bệnh viện thì xa, gần như đôi ma bức bối thức quá xa. May mà có bà ngoại lên kịp nhà, thì luôn su bu tới ngày đóng cửa Sài Gòn là ok. Chăm mẹ nhi, chăm chị hai không lo bị tét nè. Vui một tay bà lo thì cầm đâu cam bà thích mê. One and two, but you work and your money. Chẳng có ai trên đường ngày con được bé, xiết đôi tay bà thầm cầu mong có xe. Trái tim bà thắt lệ nhưng miệng nói thầm, mình không có sợ con nghe. Ngày xưa xưa ơi là xưa, bu đã nghe đến chuyện này chưa? Chuyện về cổ tích Ai Cập, mẹ chú xứ ở nước ok. Cái gì mà bà ấy thích, nhắm thằng chú ok ok. Nên cái gì mà con thấy thích, con cứ nói ok ok. Học ăn học nói đừng học cái thối lười. Thật tâm mà sống không được lừa dối người. Tự do nhảy múa không sợ người nói cười. Điều tuyệt vời nhất của ba mày mỗi ngày là thấy con bạn này lớn lên. Con bạn này lớn lên, cần gì lớn lao chỉ cần thế thôi. Điều mình ước mơ thật nhỏ nhoi, cần gì giống ai hạnh phúc nghe con trai. Chào Bu, how are you? Bác là like, I'm fine, thank you very nhiều. Trước khi vào thân bài phải có phần giới thiệu. Giờ Bu cần bé xíu, viết cho Bu bài này phải chi thì tương lai thì nghe là Bu mới hiểu. Ở cách xa nửa vòng trái đất, từ ngày Bu chào đời hai bác cháu mới gặp một lần. Bác cũng có mở lời xin cái vé về ăn thôi nôi, nhưng mà ba mày nói bác tặng về cho cháu ở xa cũng thành gần. Thằng cha mới nhờ ông bác sẽ tặng cho thằng cháu một bài rap. Ông bác cũng chen gật đầu dù biết mình không phải rapper. Ngày làm tới thức tim nằm viết tặng thằng cháu vài lời vui vơ. Mặc dù có từ cũng đủ để cho lời chúc đến thằng bài thơ. Chúc cho thằng Bu thêm tuổi mới miệng luôn nói chuyện thật nhiều, đôi bàn tay cứng cáp thật nhiều và trái tim ấm áp thật nhiều. Không phải lo âu, tuổi thơ con sẽ đầy những điều quý giá. Thế giới bao la nhưng đừng sợ, sau lưng con luôn là nhà. Mình nhớ đừng có mê bậy bạ như ba mày nha. Vinasun taxi cùng ngoại Bu thông chốt. Mẹ mỗi lần hai ngoại lo đến phát sốt. 14:30 Bu được 3 ký mốt. Chị hai Joey nay đã được lên chức. Ngoại Bu tất bật để mẹ được hồi sức. Thanh xuân mẹ đổi lấy nụ cười của Bu. Bu mẹ ngoan nhé, không được khóc hu hu. Đừng khóc nào con ơi, cứ lớn thật nhanh thôi. Cuộc sống phải vui tươi, có ba đây rồi. Ông ngoại ở nhà phải lo từng bữa ăn, bà nội ở quê lo cái gói cái khăn. Mẹ cũng quên mất chăm sóc lại bản thân, chỉ cần con hạnh phúc mẹ vui gấp ngàn lần. Không ai sau đôi khi bao la phong ba đang như mây mù. Tập bút chập bút nay lưng đã chắc hơn cho tương lai ta bay dù dù. Tiếp bị tiếp bị tiếp như anh em siêu nhân bay trong khi máy bay như chim. Con hay cứ liếc vì thật tốt quay nên should have been. Này con sai cũng không sao, mai con đúng mắt sẽ bay cao. Cuộc đời mình hay cứ vui đi con ơi đừng bị tao lao. Có thể buồn nhưng đừng để lâu, có thể sầu nhưng đừng nát nhau. Luôn ghi nhớ phía sau đây còn một gia đình yêu thương con biết bao. Khi con lớn lên hay luôn nhớ rằng mình không có sợ chi nghe.